cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, các đại biểu cho rằng báo cáo được thực hiện công phu, chi tiết, các nhận định đánh giá bám sát nghị quyết số 124 của Quốc hội khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, các nghị quyết khác của Quốc hội có liên quan và sát với tình hình thực tế hiện nay. Báo cáo cũng đã tiếp thu tối đa các ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, thể hiện sự chủ động, công tác phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế nước ta nói riêng như hiện nay, thì phải xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên triển khai sớm nhằm phục hồi nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại vì nếu như dàn đều 12 cái nhiệm vụ giải pháp này, thì nó cũng chẳng khác gì 2019, chẳng khác gì 2020 và nó vẫn như 2021. 12 cái nhóm nhiệm vụ, vậy thì cần phải có một cái nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để ta tập trung vào triển khai thực hiện trong năm 2022. Ví dụ như bây giờ về phòng chống Covid thì ta tập trung cái gì? Tập trung là phải giảm cái tỷ lệ tử vong. Đúng không ạ? Cái đấy là một cái tiêu chí. Hay là bờ xác lập cái tình trạng mới, tình trạng bình thường mới, nó như thế nào, tiêu chí thế nào, để tất cả các địa phương phải áp dụng, và như vậy thì cái việc giao thương rồi đi lại của người dân nó mới thuận lợi được. Đại biểu Đinh Ngọc Quý, đoàn Gia Lai cho rằng, tại Việt Nam, mặc dù công tác giảm nghèo những năm qua tuy là điểm sáng của thế giới, song còn khiêm tốn so với những thách thức và tồn tại trong giai đoạn tiếp theo. Dịch COVID-19 đã khiến nhiều gia đình đứng trước nguy cơ lâm vào đói nghèo. Vì vậy, Chính phủ cần tập trung nguồn lực cho công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là khi từ năm 2022, chúng ta sẽ áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới. Cho đến giờ phút này thì chắc chắn là theo dự báo thì chuẩn nghèo của chúng ta, tỷ lệ giảm nghèo là mục tiêu về giảm nghèo chúng ta không hoàn thành, chưa đạt được mục tiêu và còn dự báo sẽ gia tăng. Và trong cái giảm nghèo thì còn câu chuyện nữa là cả cái giai đoạn vừa qua chúng ta thấy là cái tính chưa bền vững của giảm nghèo nó bộc lộ rất rõ ở cái việc cái số lượng các tỉnh mà có cái tỷ lệ hộ cận nghèo xấp xỉ hoặc cao hơn cái tỷ lệ hộ nghèo là cũng còn khá lớn. Chính vì thế cho nên là cũng phải cần quan tâm đến cái lĩnh vực này. Dẫn số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc có tới gần 2.100 trẻ em bị mồ côi, không nơi nương tựa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, đoàn Hải Dương nhấn mạnh, những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới đối tượng là trẻ em không chỉ là khó khăn trước mắt mà còn cả về lâu dài vì thiếu hụt sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ. Vì vậy, trong thời gian tới, đây cũng là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Cần lưu ý cả những đối tượng trẻ mồ côi và trẻ em không phải mồ côi nhưng mà không có nơi nương tựa, thì bảo đảm không chỉ những cái trợ giúp trước mắt và cả những trợ giúp lâu dài. Chúng ta có thể hỗ trợ ngay lập tức để các cháu bảo đảm cuộc sống, nhưng mà cần thiết phải hỗ trợ các cháu có đủ điều kiện để sống và học tập cho đến năm 18 tuổi. Liên quan đến phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2021, nhiều ý kiến đề nghị cần giải quyết nợ xấu và kiểm soát việc tăng mới nợ xấu, kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, thao túng thị trường, đặc biệt quan tâm giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và thúc đẩy tiêu thụ xuất khẩu nông sản, nhất là ở các vùng có dịch.